Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục live cho anh em ba con áp suất. Một là Hitachi, hai là Mitsubishi, ba là con Palatrix. Giá của ba em này thì con đầu tiên là con Pala, là áp suất. Con áp suất là con này đầu tiên là 700k. Con này nó hơi bị rách ở mép này một tí này. Con này đời 2012 anh em nhé. Đây một tí này. Đó, thì con này là đời 2012 là giá 700k này. Tiếp tục là con Mitsubishi. Con này đời 2009 này. Con này bên mình đang bán là 650 nhé. Bây giờ mình đang chuẩn bị test cho anh em. Con này đời 2009 này. Tiếp theo là con Hitachi màu đỏ này. Con này là đời 2014 nhé. Đó. Thì con này là bây giờ mình sẽ bật test nấu cho anh em ba con này. Đầu tiên là mình sẽ bật cho anh em con Hitachi. Rồi. 26 phút nhé. Rồi, bán lắp vùng đã đậy này. Tiếp theo là con mít áp suất. Tất cả đều áp suất hết anh em nhé. Ok. Cái này ấn 2 lần, đây là nấu nhanh nha anh em nhé. Đây là con mít áp suất này. Tiếp theo là con Palatrix. Pala này anh em ấn luôn đây là được. Đây. Đấy, anh em ấn luôn bên này. Đầu tiên anh em phải bắt nút nguồn đã nhé. Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em lần lượt ba em này nhé. Đó. Giá là Hitachi 2014 là 650. Mitsubishi 2009 là 650. Còn là Panasonic đời 2012 là 700k. Ok, mình sẽ test xong rồi là sẽ quay cho anh em chi tiết từng con một để anh em lựa chọn nhé. Ok, như vậy là mình đã test xong ba em. Đã chuyển về chế độ ngủ này. Đây là con Pala này. Đã chuyển sang chế độ đèn ngủ rồi nhé. Ok, ta đi này. Đó. Tiếp theo là con Mitsu cũng đã chuyển sang đèn ngủ luôn. Đó. Đó. Tiếp theo là con Hitachi cũng đã về đèn nhé. Đó. Đó. Như vậy là đã test xong ba em. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng em một để cho anh em lựa chọn nhé. Anh em cứ nhớ mã số và giá tiền là ok. Đầu tiên là like cho anh em hình thức con số 1 nhé. Con số 1 này là con Palatrix này. Đó, Palatrix mã một chiếc này nó mờ này. Để đọc mã ở đây đi. Mã của con này là SR này. BB 101 anh em nhé. Con này đời 2012 này. Đó. Con này sẽ quay cho anh em một vòng nhé. Cái vỏ ngoài này không móp méo đâu anh em nhé. Đây mặt trên này là ok này. Mình sẽ mở bên trong cho anh em xem nhé. Con này đây mép này nó hơi bị cợn lên một tí này anh em nhìn nữa. Đó. Doang này. Con này là áp suất nhé. Doang đây. Doang đảm bảo là không rách nha anh em nhé. Ok. Tiếp theo là ruột xoang này. À. Ruột xoang này con này nó có vết chấm này. À. À. Cái này không phải đâu. Đây nó có vết chấm nhé. Em nhìn kỹ thì mới thấy nhé. Còn đã đảm bảo mấy anh em là nó không dính ruột đâu. Đó. Con Pala này bên mình đang bán là 700k nhé. 700.000 nhé. Đã bao test rồi. Anh em chỉ việc phải dùng thôi. Đây là con mã số 1. Quay cho anh em một lại lần nữa bên ngoài nhé. Đó. Ok. Đây là mã số 1. Anh em nào chốt con này là 700k. Chuyển cọc vẫn bao ship cho anh em nhé anh em nhé. Tiếp theo like cho anh em là con Mitsubishi này. Mitsubishi cũng vậy này. Hình thức không móp méo này. Đó, đây là hình thức bên ngoài không móp méo này. Đó, như hình luôn nhé. Model của con này thì LG 1 GE 6 nhé. LG 1 GE 6 này. Con này mình sẽ cho anh em xem ruột xoang. Con mít này cũng là mít áp suất nha anh em nhé. Đây cũng áp suất bi này. Đấy. Doang đây. Doang không rách nhé. Ok. Tiếp theo ruột xoang này. Ruột xoang con này cũng có vết chấm nha anh em này. Đó. Vết chấm đây. Ok. Mitsubishi thì bên mình thì đang bán là 650 thôi nhé. Áp suất nhé. Ok này. Anh em là chốt của Mitsubishi là Mitsubishi mã số 2 nhé. Áp suất. Con này thì hình thức từ mặt meca này rất là ok nhé. Con này mình sẽ đọc đời cho anh em này. Con này đời 209 anh em nhé. Đó. Anh em là chốt con Mitsubishi mã số 2 này là 650 nhé. Ok. Mình sẽ quay con số 3. Tiếp theo là con số 3 là con Hitachi. Con này màu đỏ luôn. Anh em nào thích đỏ thì có đỏ luôn đây. Mã của nó này. RZ này. SG 1 GE 6 nhé. Con này thì là bị mõm vào đằng trước một tí này. Đó. Anh em có thể tạt phá ra anh em nắn nhé. Còn đâu là vòng quanh là ok, không bị móp nhé. Chỉ bị đằng trước này thôi này. Móp đằng trước này nhé. Tiếp theo con này cũng là áp suất luôn. Hôm nay like cho anh em 3 con áp suất. Áp suất bi nhé. Đây doang ok này. Rồi, doang không rách nhé. Đó, đảm bảo doang là ok. Tiếp theo là ruột xoang này. Ruột xoang con này thì đẹp, không có vết xước luôn này anh em. Rồi. Ruột xoang rất là đẹp luôn này. Không có vết xước này. Rồi, ruột xoang rất là đẹp. Đó, anh em nhìn con Hi nhé. Thì ruột xoang rất là ok này. Đó. Anh em nào lấy con Hi này cũng giá là 650 nhé, bằng con Mitsu. Như vậy là mình like hôm nay like cho anh em 3 con. 2 con đồng giá là 650, một con là 700. Anh em nào mà có nhu cầu lấy thì liên hệ qua số điện thoại mình gắn trên tiêu đề luôn nhé. Ok, thì video này mình xin dừng ở đây. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh.